Thưa quý vị và các bạn, chương trình truyền hình thứ hai 17 tháng 3 trên kênh 7 gồm những tiết mục sau: 5 giờ 5 phút chiếu phim phim truyền ý luật sư bào chữa tập 12, 6 giờ phim hoạt hình phim bộ, 6 giờ 30 phút chào ngày mới, 7 giờ bình luận âm nhạc giới thiệu nhạc sĩ Xuân Hồng, 7 giờ 25 phút trò chuyện cuối tuần, 8 giờ 10 phút di sản thế giới, 8 giờ 25 phút du lịch vòng quanh thế giới Edinburgh, 8 giờ 50 phút cuộc sống quanh ta du lịch sinh thái, 9 giờ 15 phút phim truyện Việt Nam Cỏ Long Chông tập 1 và 2, 11 giờ 15 phút Ai Nhanh Hơn, 11 giờ 30 phút kiến thức tiêu dùng nâng cao thể trạng và vẻ đẹp của bạn, 12 giờ chiếu phim phim truyện Trung Quốc Hàn Quốc khách sạn 5 sao tập 15 và 16, 13 giờ 45 phút khéo tay hay làm cá hồi cuộn sốt chanh dây, 14 giờ chiếu phim phim truyện Trung Quốc chuyên án đặc biệt tập 6, 14 giờ 50 phút phim truyện Việt Nam phía trước là bầu trời tập 16, 16 giờ câu lạc bộ thể thao, 16 giờ 40 phút nhịp sống thể thao, 17 giờ chiếu phim phim truyện Singapore phụ nữ thời hiện đại tập 28-29, 18 giờ bản tin kinh tế, 18 giờ 15 phút chiếu phim phần tiếp theo, 19 giờ phim truyện thiếu nhi khu vườn bí ẩn, 19 giờ 30 phút thắp sáng niềm tin, 19 giờ 50 phút tin thế giới, 20 giờ quả táo đỏ, 20 giờ 20 phút chinh phục đỉnh Everest, 20 giờ 30 phút ca nhạc sâu nặng nghĩa tình, 21 giờ 20 phút câu chuyện các ngôi sao, 21 giờ 30 phút ca nhạc tình mẹ mãi theo con, 22 giờ 15 phút tin trong nước, 22 giờ 35 phút siêu thị cười lắm thầy khổ thợ, 23 giờ 10 phút đất nước mến yêu nghệ thuật đảo tượng, 23 giờ 30 phút tin cuối ngày tin thế giới tin thể thao, 23 giờ 55 phút giải trí nước ngoài.